Tường xin chào đón quý vị và chúng ta đang đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bậc tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. 44 tuổi, 43 tuổi mình được mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Em chưa có mối tình nào á. Cái gì? Ủa lý do? Lý do là em đi lên phố làm á. Với em về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Đó coi. Công việc của mình là làm cái gì? Công việc của mình hiện tại mình là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Mà sao em thấy anh kiểu như nó hơi mong manh vậy anh? Dạ, tại khiêu vũ nhiều quá. Một anh trai đang ngồi ở đây rồi, có lẽ đang rất là sốt ruột và nôn nóng. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài, mời chị gái vào. Rồi, mời hai người mình mở mặt nạ ra nha. Em chào anh. Dạ, xin chào chị Cát Tường. Dạ, bây giờ anh giới thiệu bản thân mình trước nha, anh tên là gì? Dạ, mình xin tự giới thiệu, mình tên là Trần Hoàng Long. Năm nay mình 44 tuổi. Anh Long 44 tuổi là sinh 76 hả anh? Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, mình đang sống với ai vậy anh? Dạ, ở nhà với mẹ. Dạ, công việc của mình là làm cái gì? Công việc của mình hiện tại mình là huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Huấn luyện viên bộ môn khiêu vũ. Mà sao em thấy anh kiểu như nó hơi mong manh vậy anh? Tại khiêu vũ nhiều quá. Khiêu vũ nhiều là nó vậy đó ha, anh giảm cân được luôn ha. Dạ đúng rồi. Hay quá, chắc em phải theo bộ môn khiêu vũ quá. Dạ. Mình còn nghề gì khác tay trái không hay là một nghề duy nhất này thôi? Dạ có nghề này thôi. Có nghề này thôi. Bao nhiêu năm rồi anh? Dạ cũng phải mười mấy năm. Dạ, anh cũng thuộc chung thủy dữ ha, mười mấy năm với khiêu vũ. Rồi, em mời chị giới thiệu về mình đi ạ. Em tên là Ngô Thị Trúc Diễm, quê em ở Bến Tre. Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình là bao nhiêu tuổi rồi mình đang làm công việc gì? Dạ em năm nay sinh năm 78, 42 tuổi. Em là công nhân may. Rồi bây giờ là mình ở Hòa Giáp, là mình ở với ai? Dạ em muốn nhà trọ. Muốn nhà trọ. Rồi gia đình ba mẹ còn dưới quê hết hay sao? Dạ ba mẹ mất rồi. Vậy thì dưới quê là có ai dưới đó? Dưới quê có anh chị dưới quê. Rồi mình ở một mình lên trên này thôi. Mình nghĩ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh là em nấu ăn với em biết may đồ. Điểm yếu của em thì hơi nhút nhát chút, nóng tính chút. Vậy còn anh thì điểm mạnh điểm yếu của mình là cái gì anh? Dạ điểm mạnh của mình thì vui vẻ hòa đồng. Dạ còn điểm yếu thì có thể cũng hơi có chút nóng tính một chút. Nghề khiêu vũ lãng mạn vậy mà sao nóng tính ta? Dạ cái đó nó chỉ thoáng thôi. Thoáng qua thôi nha. Dạ. Rồi vậy bây giờ về tình trường ở bên đây trước đi. 44 tuổi, 43 tuổi mình được mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào á. Em chưa có mối tình nào á. Cái gì? Ủa lý do? Lý do là em đi lên phố làm á. Với em về tới nhà là em thích đi ra ngoài. Đó coi. Không là lúc nhỏ thì có người ở xóm á, ở quê á để ý, nhưng mà em không thích thì em lên thành phố làm cho đến nay luôn. Ủa từ cái đoạn ở thành phố đến nay mình có để ý anh nào, thầm yêu trộm nhớ anh nào không? Cũng có mà, nhưng mà nhiều khi thấy mình nhớ không tới nên mình không dám. Sao vậy, buộc mấy người mình thích là cao lắm hả? Dạ gia cảnh đồ hơn mình á nên trời mình thấy ơi, mình phụ nữ mà ví dụ người ta đàn ông á người ta còn nghĩ ta giới không tới, nhưng mà thật sự yêu nhau đâu có tính cái chuyện của cải vật chất hay địa vị đâu. Nhưng mà em ngại. Nên ví dụ người đàn ông yêu thương mình, ta lo cho mình, chăm sóc cho mình cũng chuyện bình thường. Dạ ha. Ông lẽ để ý có một người đó thôi, có để ý được mấy người? Dạ không một người một thôi. Còn có đó, những người mà nói chuyện chừng 2-3 lần nữa chứ sao không thấy người ta nói chuyện nữa. Nhưng em có nghĩ là do mình khó tính quá không? Không, em thì em cũng không có tính, nhưng mà không biết sao mà duyên nó chưa có. Chứ chị này thấy em rất duyên dáng nha, tướng tá rất là chuẩn cái mẫu người mà làm vợ luôn, đầy đủ ha. Ngon lành, mặt mày sáng trưng, da dẻ đẹp đẽ. Mà không hiểu sao em nói em chưa có mối tình nào, chị hơi ngạc nhiên. Vậy là trong trắng trinh nguyên luôn. Dạ. Chưa khui thùng. Chưa khui thùng. Trời ơi, bây giờ có muốn không? Hỏi thiệt, có muốn lấy chồng không? Dạ có muốn nên em mới tham gia chương trình. Rồi cho nên là mình tiêu chuẩn mình bớt bớt xuống một chút nha, cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu đi. Biết sao mình đã trẻ đẹp này rồi mà mình có chồng nữa nó còn trẻ đẹp hơn nữa. Chứ sống vậy luôn tới già buồn lắm. Dạ. Nghe, nghe dạ. Lời chị nghe. Dạ. Không có dạy gì mà trời cho mình cái xuân thì mà mình để trôi qua một cách mất tiêu luôn là nó phí lắm. Rồi mấy người mà mới mốt già mà không có chồng mới già khó tính lắm. Rồi nghe bên này 43 tuổi chưa có mối tình nào, anh có suy nghĩ gì không? Các bạn duyên chưa tới à? Duyên chưa tới.
Rồi vậy thì tình trường của anh thì như thế nào? Dạ cũng đã từng đi kết hôn và sau đó thì cũng được 6 năm rồi sau đó là ly dị. Dạ, ly dị cũng được 5 năm rồi. Rồi bây giờ mình có cháu nào chưa anh? Dạ có một bé cũng được 9 tuổi. 9 tuổi, bé trai hay bé gái? Bé gái. Bé gái, bây giờ bé sống với ai? Dạ, sống với mình. Ly hôn 5 năm rồi là lúc đó bé mới có 3-4 tuổi hả? À? Thường con nhỏ phải ở với mẹ chứ. Nói chung thì mẹ cũng không có khả năng để mà về lo cho. Nhưng mà ngày xưa mối hôn nhân đó là mình mai mối hay là mình yêu nhau như thế nào mà ở với nhau 6 năm có mặt con rồi mà phải chia tay vậy anh? Dạ thì cũng qua mai mối. Nếu mà nói về phần lỗi thì cả hai bên luôn. Dạ đúng rồi, cái gì cũng phải có bên lửa có khói nó mới đầy đủ. Nếu mà như bên mình thì có thể là thiếu cái sự quan tâm, sau đó thì có những cái người quan tâm hơn. Cái khúc đó anh làm gì mà anh không quan tâm vợ? Vợ đi làm. Dạ. Là cái dạy khiêu vũ đó hả? Dạ đúng rồi. Dạy đa số dạy cho mấy chị em phụ nữ. Dạ. Có phải vì vậy mà cổ thấy là cổ ghen tuông rồi cổ cảm thấy khó chịu rồi nhảy cả ngày mệt rồi về không chăm sóc vợ con thì vợ mới đi tìm người khác? Cũng có thể là như vậy nữa. Đúng không? Dạ đúng. Thì anh suy nghĩ như thế nào sau một cái đổ vỡ trong hôn nhân? Thì mình nghĩ cái nếu mà mình bắt đầu một mối quan hệ đó thì mình sẽ có sự mà quan tâm nhau nhiều hơn. Hiện tại cái công việc làm đó nó chiếm nhiều thời gian của anh không? Dạ vẫn có nhiều thời gian nữa rồi. À, tại vì em nói thật sự là phải một cái người yêu thương anh và hiểu anh thì mới đồng cảm được với cái công việc. Bởi vì ai yêu cũng ghen hết và ai cũng ích kỷ muốn sở hữu và chiếm đoạt. Nhưng tuy nhiên mình phải phân biệt được đâu là cái mình nên bận tâm và đâu là những cái mưu sinh. Đó. Thì cái này là phải do anh nha, là kinh nghiệm của em là như vậy. Thế hồi nãy anh có nói nở với mẹ. Dạ. Bây giờ con nữa. Thì con gái là năm nay là còn nhỏ đi học. Mẹ này năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, cũng 82. 82 là lớn tuổi rồi. Thế là một mình anh nuôi cả vừa mẹ vừa con luôn. Cuộc sống có vất vả lắm không anh? Gọi là tạm đủ. Dạ. Dạ, không dư nhưng mà cũng không thiếu. Nhưng mà mẹ già như vậy rồi con gái nhỏ thì cái trong nhà ví dụ như chợ búa bếp núc hay là chăm chút nhà cửa nấu ăn đúng rồi thì ai dạ, là người làm? Mình làm. Anh làm hết? Dạ. Mẹ còn khỏe không anh? Còn tự tự hoạt động, tự sinh hoạt được hết. Tự sinh hoạt. Cũng giúp coi cháu đồ này kia được trong những lúc mình đi làm. Dạ. Đúng không anh ạ? Cũng may ha. Cũng đỡ và mong cho em cũng mong cho bác ở nhà có sức khỏe nhiều để mà chia sẻ với anh ha. Để dạ, lo cho con cái. À, em cũng rất là ngưỡng mộ anh. Mà một mình ảnh làm như vậy thì đây cũng là một người đàn ông rất là có trách nhiệm và rất là chịu khó. Nghe qua cái câu chuyện của ảnh thì mình cảm thấy như thế nào? Thấy cũng cảm động cho ảnh. Cái người nó có cái khó khăn như vậy thì em có ngại em sẽ cực khi lấy ảnh không? Cũng có hơi một chút xíu. Dạ. Sợ ngại làm về không biết là có đủ hai người có đủ mà để vun đắp cho gia đình không? Cái đó thật ra là cái vợ chồng nó là một cái duyên cái nợ. Trước mắt thì mình cũng khoan suy nghĩ nhiều như vậy rồi mọi thứ mình cảm nhận từ từ bằng cái trái tim của mình cho đi mình sẽ nhận lại từ trái tim đến trái tim. Cái nguyện vọng em mong muốn tìm một cái người chồng tương lai như thế nào? Có kinh tế ổn định. Biết quan tâm đến người thân trong gia đình. Biết chia sẻ lẫn nhau. Bằng em hoặc cao hơn em. Bao cao luôn. Thầy dạy khiêu vũ bao cao. Dạ. Hơi gầy một chút, phải vỗ béo một chút. Thế còn anh mong muốn tìm người vợ tương lai như thế nào? Mong muốn của mình thì có một người phụ nữ hiền, biết chăm lo cho gia đình. Còn về ngoại hình thì cũng bình thường thôi. Rồi thí dụ mình tiến thêm bước nữa, anh có muốn có thêm con không? Dạ, nếu có thì càng tốt. Mình nghĩ mình có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con nữa không? Có thể nổi. Có thể nổi. Ok, bây giờ thì đâu, chị em có hình không? Chị, anh có hình không cho em coi. Hình này chụp bao nhiêu năm mà anh? Dạ, được 2 năm. Dạ, đây là những học viên của mình hay là bạn bè của mình? Học viên đó hả? Rồi, đây. Nhìn ảnh đi, dễ quá mà. Có cổ ở chậm luôn đó. Chị cao lắm là chắc này. Nè, thầy đó ha, thầy kêu Vũ đó. Hơi ốm. Hơi ốm, ông ốm ngoài đỡ hơn chút. Bên đây đâu, cổ đâu? Chắc cô áo vàng. Chắc cô áo vàng hả? Mời hai anh chị nhìn vào cửa trái tim để xem cái cảm nhận hôm nay của mình đúng hay không nha. Dạ, mời anh chị. Thank you.
trong khác nhau không em? Dạ cũng giống, không khác. Cũng giống không khác, còn bên đây sao? Dạ, sai rồi. Sai rồi. Sai rồi, giờ nhận ra chưa? Giờ nhận ra, đâu? Cô Ốc Thanh. Đúng rồi. À, rồi cái gì nè? Rồi. Đây, có món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, dạ. Cảm ơn anh. Em có thể coi đi coi. Ồ dạ, mỹ phẩm. Người ta nói, ông bà mình có nói là phụ nữ không có xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Dạ. À. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì anh cảm thấy như thế nào? Dạ, thì cũng hơi bất ngờ, có thể là cũng tốt ạ. Còn em gái thì sao? Dạ, cũng có chút dễ mến. À, bây giờ chị Tường sẽ tạo điều kiện thêm cho hai anh chị có cơ hội trò chuyện và tiếp xúc với nhau ha. Để mình có thể từ từ mình tìm hiểu, mình hiểu nhau được nhiều hơn. Rồi, chúng ta sẽ đến với phần ẩm thực tại nhà hàng My Mother. Xin mời. À, các Tường xin mời hai anh chị nha. Chúng ta sẽ thưởng thức cái món đây là bánh bắp Mexico nướng với heo xông khói và phô mai. Thì bánh bắp nó rất là giòn, giòn rụm luôn. Và nó nướng cùng với thịt heo xông khói, nó mặn mặn hòa quyện với cái vị béo béo của phô mai. Ăn vô là ghiền luôn. Em chúc anh chị một buổi ăn thật là ngon miệng tại nhà hàng My Mother. Và vừa ăn vừa trò chuyện với nhau nha. Ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Tự nhiên nha em gái. Anh đi cưng. Tự nhiên. Xin mời. Dạ em mời anh. Em nhìn anh em cảm giác thế nào? Cảm giác thấy cũng dễ mến, cũng dễ gần gũi. Ở nhà là anh đi chợ nấu ăn cho mẹ anh với con anh luôn. Mẹ anh có phụ gì cho anh không? À, thì ở nhà thì mẹ có thể là những lúc anh đi làm thì mẹ dạy giữ cháu. Dạ. Thì nói chung thì bà cũng lớn tuổi rồi, hơn 80 rồi. Mẹ cũng, nhưng mà cũng còn khỏe. Mẹ của bé có thường xuyên qua thăm không? À, cái đó thì thỉnh thoảng. Dạ. Rồi mời em Dục. Trong cuộc sống á, cái gì để mà duy trì cho cái cuộc tình mà nó, cái đời sống hôn nhân nó lâu dài? Biết chia sẻ lẫn nhau và biết quan tâm. Chẳng hạn như ví dụ công việc của anh, có nhiều khi là cũng đi làm nhiều chẳng hạn, thì những cái lúc như vậy em có cảm thấy buồn hay thế nào không? Nhưng mà cũng phải dành một chút thời gian cho gia đình. Thì anh cũng nghĩ vậy. Em thấy món ăn này thế nào? Dạ ngon. Ngon ha. Anh phải ăn những món này nhiều vô tặng cho mặt. Anh hơi bị ốm. Có nhiều khi đi làm nhiều đó, cũng như là cái bộ môn này nó vận động nhiều lắm. Dạ. Nếu mà sau này có dịp thì anh sẽ có thể là tập hướng dẫn cho em những có những bước đi tốt cho sức khỏe lắm. Dạ cảm ơn anh. Nếu vậy thì những cái lúc mà dịp cuối tuần thì anh thường đi công đi giải trí những cái gì? Dạ thỉnh thoảng mấy chị làm chung có rủ đi cà phê, em cũng vẫn có đi. Nếu có dịp sau này mình mời cà phê. Dạ. Em phải vô cứu anh chị này mới được. Nãy giờ nghe cũng không nói chuyện gì được với nhau nhiều. Cặp đôi này là nếu mà muốn là phải dành nhiều thời gian bên nhau hơn nữa. Chứ ở cái tuổi này của mình mà để tìm một người mà nó giống như tình yêu như tuổi trẻ mà nhanh thì nó hơi khó. Mình cần cái người đồng điệu, tri kỷ có thể chia sẻ được với nhau, rồi từ từ tình yêu rồi cái sự đầm thắm nhẹ nhàng nó mới đến. Nãy anh nói em nghe, ngoài anh nói là khi Vũ khỏe lắm, vậy là anh khỏe lắm phải không? Dạ, con nói chung thì không có bệnh gì hết à. Không có bệnh gì hết. À, thì biết đâu nó cũng giống như mình tập yoga vậy đó, thì bây giờ có một bộ môn nghệ thuật mà mình còn có cái thư giãn giải trí, có âm nhạc nữa, nên theo học thử khóa của anh coi sao. Dạ. Biết đâu mình có một cái đam mê luôn, và cái tuổi này mình có những cái giây phút vợ chồng hay mình cuối tuần mình cũng thư giãn thì cũng hay, thấy cũng chị thấy cũng hay á. Hôm nay mình có đi có gia đình đi theo ủng hộ không? Có ai không? Có gì em đi theo ủng hộ. Dì ruột hả? Dạ dì bà con. Rồi hôm nay mình rồi có ai đi, dạ, đi theo? Có con gái theo. À có bé gái đi theo hả? Rồi dạ giờ mời dì với mời con gái vô trong này mình trò chuyện chút nha. Chào. Dạ chào dì. Dạ chào dì. Dạ xinh đẹp và
dẫn chương trình duyên dáng quá. Dạ, cảm ơn chị. Rất là thích cái dẫn chương trình hẹn hò. À, hôm nay chị nhận xét về anh này như thế nào ạ? Thấy em cũng hiền. Hai đứa thì cũng thấy cho nhau cơ hội đi. Dạ. Để mà tìm hiểu, cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Còn lập gia đình nữa. Dạ. Nhưng mà dì có thấy về cái hoàn cảnh của ảnh đó, có mà con nhỏ có mẹ như vậy thì dì có ái ngại gì cho cháu của mình không, hay dì thấy đó là cái điều bình thường? Cũng có cái ái ngại, thì nó cũng khó khăn là bước đầu thì về nó phải gánh vác thêm là phải dạy dỗ. Dạ. Mình với con cháu đúng của rồi ảnh. Nếu mà nó hòa nhập được thì càng tốt. Dạ. Đó, thật ra con nít mà thương nó thương đúng lại rồi. Dạ, chứ thời buổi giờ cũng đâu có mẹ ghẻ con chồng đó không, đúng không dì? Đúng rồi, đúng rồi. Mình thương con nít mình, bình thường mình thấy mình cũng thương người nữa. Dân mà thấy con thương chứ không chi là cái người, cái người của mình thương mình yêu thương. Tùy con muốn quyết định thì con cho nhau cơ hội. Dạ. Yeah. À, con gái sao con? Qua đây. Con mấy tuổi? Con 9 tuổi. Qua đây với cô Tường, con tên gì? Con tên Kim Châu. Em tên Kim Châu. Rồi giờ con chào gì đi? Con chào gì? Con chào gì? Con thích gì không? Thí dụ như giờ mai mốt về ở chung nhà với con luôn rồi chơi với con chịu không? Thích chịu. Thì con có quậy phá không? Có nghe lời gì không? Có. Rồi hàng ngày là ba đưa đón con đi học. Dạ. Con có hay nhớ mẹ không? Có lúc. Có lúc hả? Dụ giờ con đang ở nhà với bà nội nè. Ba đi làm là con ở nhà mình với bà nội đúng không? Vậy bây giờ thí dụ có thêm một cái gì nữa vô ở chung với con luôn, con chịu không? Chắc không? Vậy giờ con tới con nắm tay dì, con nói dì ơi, mai mốt dì ở chung với con nghe thử coi. Mai mốt dì ở chung với con nha. Dì ở chung với con nha. Cảm ơn con. Trời ơi bé thấy thương quá. Được hiền quá. Và con nít hồn như ngây thơ giống như. Tại sao mà mình chị kêu bé nói chuyện với em? Để mình cũng cảm nhận được, mình thấy con nít đâu biết gì đâu, đúng không gì? Những cái đứa bé mà nó đã thiếu thốn tình cảm của một người cha hoặc một người mẹ thì cơ bản là nó đã thiệt thòi rồi. Nếu mà chị yêu thương ảnh thì đương nhiên chị sẽ yêu thương con ảnh. Đừng có mặc, đừng có ngại vấn đề ai nói ra nói vào, mẹ ghẻ con chồng không có, chuyện đó xa xưa rồi nha. Mà cơ bản nó là như vậy, thấy quá trời dễ thương luôn. Con có theo ba tới chỗ ba dạy kêu vũ không? Con thích kêu vũ không? Ba có dạy cho con chưa? Ba dạy cho con chút. Con giờ con lên trên con biết điệu gì, con lên con nhảy một cái cho cô Tường coi. Lên trên này nè. Rồi giờ con biết điệu, biết cái gì con nhảy thử cô Tường coi ba dạy cái gì trên này. Nhảy cho cô coi ha, mà cô thấy đẹp nó thấy ngon lành là mấy mốt cô về làm bạn với con á. Điệu này điệu gì vậy ba? Điệu bóp không? Điệu bi bóp. Biết không? Cô Tường không biết điệu đó. Cô Tường biết nhảy cha cha cha. Cô Tường biết đi bóp, con giỏi hơn cô rồi đó. Vô đây. Mong mình làm bạn nhau, mình đi kêu vũ chung được không? Rồi, cô Tường chúc con là học giỏi nè, thông minh nè, nghe lời bà nè. Rồi hy vọng sau này con sẽ có được một người mẹ tuyệt vời ở với con nha. Rồi, cảm ơn con gái. Dạ, con cảm ơn dì. Dạ, con cũng hy vọng ngày hôm nay con kết đôi được cho cặp đôi này. Rồi, cảm ơn con gái. Xuống dưới ngồi đợi ba nha con. Trời ơi, con bé thì cưng ghê. Rồi, Tường cũng cho thêm anh chị những cơ hội để mình có thể hiểu nhau được nhiều hơn. Mỗi người đọc lên cái yêu cầu của chương trình gửi cho mình đi ạ. Xem nó là như thế nào. Anh đọc trước cho anh. Bạn trai hãy nắm tay và nói lời hứa hẹn chăm sóc bạn gái. Đây là cái yêu cầu của chương trình, nhưng thật ra em nghĩ anh cũng nên làm luôn. Bước qua đây ạ, chứ không cần phải yêu cầu gì hết trơn á. Thì hôm nay đến chương trình thì anh cũng là một cái duyên. Thì nếu mà mình đến được với nhau thì anh sẽ có thể là chăm sóc cho em. Đi đến cuối con đường. Đưa em qua những con đường tình yêu. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, được rồi, cảm ơn anh chị. Rất là tình cảm ha. Rồi, mời em gái đọc cái yêu cầu của mình coi. Bạn trai hãy hướng dẫn bạn gái một vài động tác khiêu vũ đơn giản. Rồi đó, giờ biết khiêu vũ không? Dạ không. Rồi, mời anh, bây giờ lên tới phía trên đó. Rồi. Trong khiêu vũ thì điệu rumba là dễ đi nhất. Em tưởng xì lô dễ nhất chứ. Xì lô đi qua đi lại. Rồi rumba mời anh.
Rồi em bước chân phải lên một bước nha. Rồi em lùi chân trái đi ba bước. Tiến lên ba bước. Rồi lùi trái ba bước. Rồi bước ngang. Rồi tiến lên ba bước. Có thể thư giãn thả lỏng chút nè. Bắt đầu mình đừng nhìn xuống chân nữa, là mình nghe ảnh thôi, nhìn mặt ảnh đi. Ảnh nói cái mình bước theo. Đúng rồi. Nói anh. Rồi mình bước nghe. Rồi đây là cái điệu cơ bản đầu tiên trong bộ môn khiêu vũ. Cổ học mấy buổi thì cổ mới nhảy được nhuần nhuyễn cái điệu này anh? Dạ khoảng một tháng. Một tháng. Học phí bao nhiêu thầy? Nếu mà người ngoài á thì 500 một tháng. Dạ. Còn nếu mà người nhà thì không. Người nhà anh phải đóng phí lại. Dạ. Rồi đưa nhiều cổ về chỗ đi anh ơi. Dễ thương quá. Là một mình anh dạy hay là có nhiều thầy cùng dạy chung hay là dạ. Chỉ một lớp một thầy? Dạ có một mình thôi. À, một cái buổi học mà đông nhất thì là mấy học viên mà ít nhất hơn là mấy... 10 người. Còn 10 ít người. Nhất thì khoảng 4 người. Dạ và một ngày mình dạy mấy ca? Dạ hiện tại buổi sáng là 2 ca, buổi chiều 1 ca. Ừ, vậy là một ngày cũng được 3 ca. Thì nói chung là chị thấy kinh tế nó cũng là ổn định đó. Tính sơ sơ thôi là người này một lớp vậy là 5 triệu, từng 3 một tháng 3 lớp phải có 15 triệu rồi. Mà ngày nào cũng dạy hay là chỉ 2-6 hoặc 3-5-7? Dạ 2-6, 3-5-7. À, vậy là nhiều nữa. Hồi nãy mình mới tính là tháng có 3 lớp à, nhưng thật ra là 2-6, 3-5-7, sáng 3 lớp. À, ngày sáng 2 lớp, chiều lớp, vậy là một tháng có thể dạy được 6 lớp. Dạ. Khá nhất. Ừ, lần tháng 30 triệu rồi, tôi tính dốt dốt cũng ngon lành được. À, em có mong muốn có con không? Dạ cũng có. Đó, mình có con riêng nữa thì là mình phải có cái kinh tế ổn định. Lương em cũng ổn định, anh này chị nghĩ cũng ok. Nhưng mà nếu mình tích góp được một chút mà cho tương lai con cái hay sau này mình hưu đó, thì chị nghĩ là có thêm một cái kinh doanh gì đó, nó tại nhà hoặc cái gì đó nó thêm lợi nhuận một chút nữa thì nó ổn định hơn cho mình ha. Nhưng chị thấy cơ bản là vấn đề là mình tìm được người hợp ý hiểu với mình thì đó mới là quan trọng nha. Rồi thật ra thời gian thì không có nhiều để mình chia sẻ hết đâu. Thế thì anh chị còn lời nào muốn dành cho nhau nữa không ạ? Mỗi người nói một câu thôi. Cảm xúc của anh hiện tại anh cảm thấy như thế nào? Trong lòng thì cũng vui ạ. Chứ là mong muốn của anh thì giống như là đến đến đây thì cũng chưa có tìm hiểu nhau được nhiều. Thì có thể là sau này gặp nhau nhiều hơn thì sẽ biết để mà tìm hiểu nhau. Nếu mà tốt đẹp thì có thể là đi trên một con đường lâu dài. Suy nghĩ của em như thế nào? Suy nghĩ của em thì... Cảm nhận cảm xúc của mình. Mà em mong rằng anh biết quan tâm cho gia đình hơn. Tránh nhà lần trước. Chị nghĩ đó cũng là bài học xương máu của anh rồi. Từ này quá nửa tuổi đời rồi. Phải kỹ và phải rút kinh nghiệm chứ không thể nào gian dở một lần chứ. À, mời anh chị đặt tay vào nút bấm ạ. Và sau 3 tiếng đếm của Tường, nếu như mà anh chị muốn cho nhau cơ hội thì mình bấm mạnh vào cái nút giùm em. Nếu mình cảm thấy là đối tượng không phù hợp thì mình có quyền lấy tay ra. Đây là quyền của anh chị nha. Mình phải chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. À, hãy sống đúng với cảm xúc của mình. Nhắm mắt lại đi ạ. Và suy nghĩ lại, lắng động lại một chút xíu về những gì đã xảy ra từ nãy đến giờ. Những cái gì mình đã chia sẻ cho nhau nha. Một. Hai. Ba. Hết rồi nha. Dạ, cảm ơn hai anh chị ạ. Mời mình qua bên đây đứng ạ. Ngày hôm nay Tường rất là vui khi đã kết nối được cho anh chị. Thật sự là đây là trường hợp cũng rất là đặc biệt. Em thì lớn mà chưa có cái kinh nghiệm trong cái hôn nhân ha. Anh thì có hoàn cảnh cũng khá đặc biệt. Một người đàn ông mà chị nghĩ cũng rất là chịu thương, chịu khó. Hy vọng rằng với cái sự khởi đầu ngày hôm nay, chúng ta sẽ có những cái thời gian bên nhau, tìm hiểu nhau nó kỹ lưỡng hơn, chân thành hơn, để có thể có được một cái kết quả viên mãn giống như là anh mong muốn nha. Rồi, chúc con gái sức khỏe ngoan ngoãn nha. Hy vọng con sẽ sớm có mẹ nha. Về ở chung nha, được không? Dạ, con chúc gì sức khỏe luôn. Rồi, chị thay mặt chương trình gửi tặng em gái nè. Món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì, không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn.
Đây, gửi cho hai anh chị nha. Những cái voucher mình đến nhà hàng My Model mình thưởng thức đồ ăn ở đây rất ngon nè. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi. Rồi cà phê nè, rồi món quà dành tặng cho anh chị nữa. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee, gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa, hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Con cầm đi con gái, cầm đi cho ba với cho dì nha. Rồi, cảm ơn cả gia đình mình rất nhiều. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Chào mừng quý vị đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp nhau trong một không gian rất là quen thuộc, rất là ấm cúng và sang trọng của nhà hàng Mr. Light. Và bây giờ trước khi đến phần ẩm thực, chúng ta sẽ đến với hai người chơi ngày hôm nay. Chàng trai đã ngồi đây từ nãy giờ rồi. Bây giờ các cô sẽ ra ngoài và đưa bạn gái vào và chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nha. Đây, đây, đây. Rồi, ngồi vô. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Xinh quá, quá xinh. Chào em. Trời ơi, hôm nay bảnh quá ta. Giới thiệu một cái đi nè, mình tên gì nè? Là tên là Nguyễn Việt Anh, sinh năm 91, quê thì ở Giang Nghĩa, Đắk Nông. Đầu tiên chủ yếu là đi chạy xe, còn thứ hai ở nhà làm vườn bán trái cây rồi. Làm vườn là làm cái gì? Là làm vườn, nghĩa là trồng trọt đồ, để nuôi heo đồ. Em làm luôn? Dạ, bơ, sầu riêng, cà tiêu đều. Quá dữ, giỏi dữ vậy ta. Hôm nay tại sao chọn bộ đồ đẹp quá vậy, ấn tượng quá vậy, lý do? Ở trên đó thì của Tây Nguyên, phong trào đẹp. À, biết mình là dân Tây Nguyên đúng không? Mà nó nghe nè, một cái này hơi sai. Mặc bộ đồ này đúng Tây Nguyên rồi đó. Nhưng mà người ở trên Tây Nguyên là, Tây Nguyên là trên núi đúng không? Là người ta nói lớn lắm. Người ta nói tiếng vọng qua núi đồi, em ơi. Trời ơi, sao nói chuyện nhỏ xíu vậy? Tại vì là nó còn rung quá, nhất thứ hai là công tin năng chưa rối động gì cả. Chưa có rối động là nó nhỏ hả? Còn rối động mới nói lớn hả? À, vậy là lát mở cửa trái tim ra gặp cô này mà nếu rối động thì mới nói lớn. Rồi, chào em gái, mời dạ. Em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia. Dạ, em tên là Phạm Thị Thanh Nga. Em sinh năm 1990. Em đang sống và làm việc ở Đắk Lắk ạ. Em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Mình ở chỗ nào? Hai bạn trao đổi xíu coi có gần nhau không? Bên đó bạn ở chỗ nào nhỉ? Thị trấn EK. Mình thì ở Giang Nghĩa, gần công an tỉnh á. Mình chưa đi qua Giang Nghĩa. Biết chỗ đó không? Cách nhau cỡ bao khoảng bao nhiêu? 200 cây ạ, xa. Trời, trong cùng Đắk Lắk luôn mà xa vậy đó hả? Dạ. Hiện tại mình đang sống với ai cơ? Và hiện tại bây giờ thì em đang ở cùng với mẹ. Bên đây nói chuyện lớn hơn em nè, to rõ hơn em nè, ta đúng dân miền núi rồi đó. Bây giờ bạn gái lớn hơn mình 1 tuổi có ngại gì không? Tuổi tác thì không quan trọng, chủ yếu là cái người đó có về lo lắng bên gia đình với có chịu bên này hay không thôi. Giờ muốn là người ta làm dâu hay là muốn là đi ở rể? Thì tùy bên đó thôi. Rồi nếu đi là ai trồng cây, ai trồng, ai buôn chắc bán trái cây? Cái đó là ở nhà thì bố mẹ lo rồi. Rồi thì mình hỏi trước vậy đi cho nó thoải mái, cho các bạn dễ trò chuyện ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì cưng? Dạ, điểm mạnh của em là người ưa sạch sẽ, ngăn nắp. Em rất thích làm những cái loại bánh, thích làm những cái loại bánh lạ để cho mọi người trong gia đình có thể thưởng thức. Điểm yếu của em là chưa được quyết đoán, hay quên. Có thể là vừa mới nói xong, có thể là đã quên luôn rồi. Trời ơi, rồi trong công việc thì sao? Có những cái mình bắt buộc phải nhớ thì mình sẽ làm những cái tờ giấy note hoặc là mình phải ghi lại trong sổ tay. Bên này khí hậu trên núi trong lành bởi vậy da dẻ rất là đẹp, má ửng hồng. Bên đây sao cũng trên núi mà đen dữ. Do làm nhiều quá. Cũng cùng trên núi xuống mà sao ngược quá. Em xuống đây hồi nào? Em xuống 8 giờ tối. À, hôm qua, xuống hôm qua. Còn em xuống đây hồi nào? Dạ, em cũng đi tối hôm qua. Rồi, vậy là cũng cùng với nhau ha. Mấy đầu hồi mình về chung với nhau cho nó vui. Rồi tình trường sao nè? Cũng được một mối tình và cũng chia tay được 2 năm rồi. Có một mối tình à? Của em cũng được 1 năm. Em thì đi chạy xe, còn là tài xế. Không chăm sóc được người ta rồi thì người ta có mối tình người khác thì người ta đến thôi. Rồi, còn bạn gái? Em thì trải qua được 2 mối tình ạ. Lâu nhất thì kéo dài được khoảng hơn 2 năm. Lý do chia tay thì em nghĩ là một phần là cũng do em cũng chưa được quan tâm, cũng chưa được hiểu bạn nam ý nhiều, dẫn đến là những cái xích mích không đáng có.
Mối tình sau này thì một phần là cũng do khoảng cách. Khoảng cách là sao? Em ở đâu, anh ở đâu? Trước khi chuyển về Đắk Lắk thì có một thời gian em sống và làm việc ở Hà Nội. Và sau này về một số lý do gia đình nên là em chuyển vào trong Nam. Vậy thấy xinh quá mà, tại sao không ai đeo đuổi? Vì cái công việc em cũng mới bắt đầu lại từ đầu. Một phần là do em cũng bận quá nên là cũng không đi chơi hay hẹn hò được nhiều chị ạ. Rồi bây giờ thí dụ có bạn trai rồi, mình có sắp xếp thời gian để dành cho bạn trai để tìm hiểu nhau để mà tiến tới hôn nhân được không? Dạ, bây giờ là thật sự là rất là muốn tiến tới hôn nhân rồi. Rất là nên muốn là... Hay là cũng muốn tạo điều kiện cho cả bản thân mình với lại bạn nam nữa. Rồi bạn trai mà nhỏ hơn mình tuổi thì em có ngại gì không? Dạ nếu như mà nhỏ hơn nhiều quá thì mới ngại, chứ một tuổi thì chắc là cũng không sao vấn đề cả. Gì ha. Dạ. Nhiều cũng không vấn đề nữa, anh cô thích hay không thích thôi, mà thích rồi là không có vấn đề, không thích thì đủ cả vấn đề. Dạ đúng không, đã không thích rồi cỡ nào cũng có vấn đề hết trơn á. À, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một mẫu bạn trai là một người quyết đoán, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Cao hơn em, chắc tầm khoảng 1m7 trở lên. Dạ. Cao được nhiêu cân? 1m75. 1m75? Wow, dữ rồi, dữ rồi. Chỉ như vậy là được rồi ạ. Chỉ cần cao thôi. Dạ. Rồi tóc tai, rồi quần áo, mặt mày không cần thiết. Nếu như mà mập mạp một chút thì càng tốt. Thế này cũng không được mọc. Có gì thì cả hai sẽ về. Bánh cho anh ăn. Đó, cao cần làm bánh cho anh ăn là ok. Rồi bên đây, mình mong muốn tìm một người bạn gái, một người vợ tương lai là người như thế nào? Cao 1m58 trở lên. Có luôn. Biết chăm sóc gia đình cả hai bên. Hai bên gia đình thì phải lo lắng, rồi cũng phải biết chia sẻ. Chị thấy bên này tuy rằng nhỏ tuổi hơn một xíu nhưng mà thấy rất là chững chạc, rất là đầm tính. Em có đem hình ảnh gì của em theo không? À, chị coi. Trời ơi, cái hình gì mà đông người quá vậy rồi sao ta kiếm ra? Trời ơi, kiếm ra được, tôi khen hay luôn á. Cho người ta một cái gợi ý đi nè. Đang ngồi hay như thế nào đó? Đang ngồi, trời ơi, có ba anh ngồi, hài rồi kiếm đi. Ngồi đầu tiên. Quá dễ. Tìm cô ấy đi, cho người ta một cái gợi ý rồi nè. Em khá là gần màn hình. Trời ơi, khá gần màn hình. Khá gần màn hình, hai ba cô gần màn hình luôn. Rồi, tìm đi. Theo cái giác quan của mình, trực giác của mình xem ngày hôm nay mình đang ngồi đối diện với anh chàng nào đây. Đâu, em đoán ai? Dạ, em đoán anh này ạ. Lý do? Anh nghĩ là một trong ba anh ngồi ở bên dưới. Ừ. Em nghĩ là người ở giữa thì cái khả năng phần trăm đúng nó cao hơn. Em cảm nhận như vậy thôi ạ. Em xác định là tình ở bên này. Tại sao chọn cô đó? Tại vì là chắc có lẽ người chụp hình thế nào rồi chắc cũng trước sao. Ok, bây giờ chúng ta đã dự đoán được cái người ngồi đối diện với mình rồi ha. Bây giờ chị Tường sẽ mở cửa trái tim ra để hai bạn xem cái phần dự đoán của mình hôm nay có chuẩn xác hay không nha. Đúng không em? Dạ đúng. Em đúng hả? Dạ. Em là ngồi chính giữa đúng không cưng? Hay quá, người ta phụ nữ người ta nhạy cảm không? Đoán nó trúng liền. Đau, khổ đau. Bạn là một tay. Nhìn kỹ cổ coi. Trời ơi. Bên này. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn á. Tại vì không biết được. Bệnh nhìn ở ngoài đẹp hơn là trong hình. Ngoài đẹp hơn trong hình. Rồi, cảm xúc dạ, đầu tiên cảm ơn. Của hai bạn khi mà mở cửa để tim này ra thì cảm xúc của mình như thế nào? Mình thấy bạn ở trong này với ở ngoài là mình thấy bạn thì ngoài xinh gái hơn và chững chạc hơn. Này sao đây? Trước khi vô câu chuyện người ta nói là họ đứng lên cao 1m75 cho người ta thấy đàng hoàng, thấy không? Ôi hai người này cao dữ. Giờ thả ra luôn rồi. Cái này là trái cây nhà trồng hết đấy hả? Dạ. Có phun thuốc không? Dạ không. Trời ơi còn qua 8 lớp bịch ni lông nữa. Ủa? Đây là tiêu. Trời ơi, tặng qua cho cổ thì đưa qua cho cổ đi. Đây là tiêu bạn nam mới vừa tặng cho trời em ạ. Trời ơi, tiêu đừng nói tặng điều nữa nha. Tiêu này không được, về nấu mấy món lẩu, gà ác đồ này kia đó ha. Tiêu xanh này bỏ vô ngon mà, tại lắm. Tại vì gần Tết đó thì cỏ này đúng một chân mới hấp dẫn. Xoài, trời ơi, chảy nước miếng luôn à trời. Trời, tôi tưởng đâu là ngày, mình... ngày đầu tiên đến gặp mặt thì mình cũng có món quà bạn. À, vậy mình có bao nhiêu? Rồi ngồi xuống nha hai bạn. Rồi. Như bạn là làm khoảng vào ngày thứ mấy hoặc như nào?
Mình thì là một tháng sẽ được nghỉ 4 ngày, không bắt buộc là vào thứ bảy chủ nhật. Dạ. Chứ nghỉ 4 ngày, một lượt 4 ngày luôn được không? Dạ được ạ. À, có nghĩa là tháng là 4 ngày phép, muốn nghỉ ngày nào thì mình cứ xin trước. Đúng rồi ạ. Vậy cũng được, dễ tiện, nhiều khi hẹn đi chơi đâu lâu lâu xa xa mình đi hơi 4 ngày luôn cũng được. Ở dưới AK thì mình có bà chị ở dưới đó, cũng dễ mình qua ghé lại cũng được. Thế thì tiện cho việc đi lại với lại ở chơi hơn. Nhưng mà ví dụ như bạn mà rảnh thì mình bạn là xuống dưới mình đi chơi được không hay là như thế nào? Cái này thì mình nghĩ là do cả hai sẽ tự thỏa thuận sắp xếp với nhau. Ra nghĩa thì mình chưa xuống bao giờ cả. Thì cũng hơi khó để chờ. Thường là bạn trai phải tới chỗ bạn trai gái chơi trước. Rồi khi nào mà yêu nhau lâu rồi này kia rồi lúc đó đó thì bạn gái người ta mới biết là mình mới đưa bạn gái về nhà mình chơi, về quê mình chơi. Rồi khi nào người ta nhớ quá là mình bận mình không đi thăm người ta được, ta sẽ thăm mình. Còn đầu tiên lúc mà hẹn hò thì bạn trai phải qua đón bạn gái chứ. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thân gái dặm trường đường xá xa xôi một mình ta chưa đi sao ta biết đường đi? Không phải là em nói là bên đó muốn đi thì em xuống em dẫn xuống nhà chơi có được không? Được chứ, thì quen nha, ăn thua tình cảm thôi. Đúng không em? Dạ. Rồi dạ dạ nhanh lắm. Thôi bây giờ chị Tường để cho các bạn ít phút để hai bạn trò chuyện riêng với nhau. Nhiều khi chị Tường ngồi đây hơi ngại ha. À, mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Mr. Light. À, các Tường xin mời hai bạn thưởng thức món há cảo nấm tùng lộ, xíu mại nấm đông cô và bánh xếp hẹ chiên, dầu cháo quẩy nhồi tôm chiên giòn. Những món ăn rất là ngon của nhà hàng Mr. Light, vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Tự nhiên nha, ngon miệng nha cưng. Dạ. Ăn đi, ăn đi. Mình mời bạn nhé. Mời bạn thôi, ăn trước em. Vậy là nhà mình là có mấy anh chị em nhỉ? Nhà mình là có ba anh em, mình là con trai trưởng, còn có một em trai á, làm đại học xây dựng Sài Gòn. Nhưng mà ví dụ như bên bạn mà họ đã muốn đến tình nhân kết hôn là sao? Muốn kết hôn là mà hoặc như thế nào là sao? Mình chưa hiểu câu hỏi lắm. Có nghĩa là bạn có muốn làm vợ của mình đúng không? Là bạn muốn về bên mình hay là mình về bên bạn hay như thế nào á? Bản thân mình thì mình thích ở gần với gia đình, gần với mẹ mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ thì mình chỉ có một mình mẹ thôi. Vậy thì mình cũng được. Nhưng mà ví dụ như là ở dưới nhà việc nhiều á, ở dưới này là một tháng đến sau mình ở trên kia một tháng hoặc là nửa tháng gì đó được không? Mình nghĩ là không có vấn đề gì cả. Bởi vì là công việc thì ai cũng có công việc. Cái quan trọng là cả hai phải biết chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Như vậy thì quá đơn giản rồi. Còn mà ví dụ như ở trên nhà thì có làm cà làm gì không? Nhà mình thì không làm dãy. Mình thì ở nhà còn vườn đồ có mà mình, bây giờ hiện tại là ở với bố mẹ. Mình chưa ở riêng ra. Cũng khó một cái là ở nhà là công việc là khi nào mình phải làm cả. Nhất thứ hai nữa là bên bố mẹ là cũng già yếu rồi, không làm được. Thì có lâu lâu có công việc gì là mình lên hoặc là gì đó thì đơn giản thôi. Trời ơi, sống ăn miếng nào hết trơn vậy? Ừ, nói vô chương trình không cho ăn bị đói nữa. À, sao nghe chưa nghe tâm sự gì về tình yêu cảm xúc hết mà tâm sự toàn là công việc với gia đình không vậy? Dạ. Rồi thí dụ như giờ có phương án giờ em đi lấy chồng em theo chồng rồi em đem mẹ em theo luôn được không? Em và bạn nam ý, thì em thấy là nó hơi khó bởi vì là bạn nam thì còn có bố mẹ của bạn ý nữa. Dạ, thế thì em không thể đem theo mẹ em được. Không, ví dụ là mình có miếng đất. Như đất ngoài đúng không? Ta ra riêng, có nghĩa là bạn đang ra riêng. Thì có chịu không? Nhưng mà ra riêng nhưng mà ở cái khu vực, ví dụ ở gì? Ở đây ở gì? Gia Nghĩa. Gia Nghĩa. Dạ. Có nghĩa là bạn này ở Gia Nghĩa, nhà ở trong nhà là ở chung ba mẹ là trồng cây, là bán trái cây. Nhưng mà bạn này có một lô đất riêng. Dạ. Bạn này ra riêng, xây nhà ở riêng. Thí dụ em đưa mẹ em lên ở chung luôn được không? Có nghĩa là đi em phải đi qua cái tỉnh khác. Nó cũng hơi khó nhưng mà em nghĩ là được. Dạ. Đó là khó chỗ nào vậy? Ý em nó ở chỗ đó quen rồi á hả? Dạ không, đó là mẹ em thôi chứ còn em thì em cũng đâu có phải ở một chỗ đâu. Đúng rồi. Không? Mà ở đó mẹ là bà con cô bác nhiều hay sao, quen rồi nhiều hay sao? Dạ không, mà ở đấy thì chỉ có mẹ em và cậu em thôi. Thì ra đi, dạ. Thế lại đi là đi lên ở chung gần con gái, ở chung với con gái là quá vừa nháy rồi, có sanh nở gì cũng có mẹ phụ ở riêng mà. Bạn này cũng chỉ muốn là chạy đi chạy về lại phụ cái việc trồng trọt và trái cây đổ nhà thôi. Dạ. Thì thấy vậy là quá ok rồi.
Tại vì em lăng tăng, thật ra còn quan trọng cái chuyện tìm hiểu nhau nữa. Nhưng mà đây mình tính xa để coi có tiềm năng hay không. Trời ơi, đã đi lấy chồng nè, mà được ở chung với mẹ, đem theo mẹ, nhà trai ok, người ta gợi luôn. Chị thấy bên đây có vẻ chịu lắm rồi đó. Quan trọng là tìm được cái người yêu thương mình và hiểu được cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận san sẻ với mình. Còn bây giờ khó lắm em ơi, để mà yêu và rung động mà tìm hay đủ cái điều kiện mình đưa ra khó lắm. Còn nếu mà mình cứ khăng khăng mình muốn là đối phương phải đúng tiêu chuẩn của mình đưa ra, tìm hoài không có đâu. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi với nhau ha. Mình sẽ bóc vài cái lá thăm ở trong này rồi đọc lên những cái yêu cầu ở trong này ra. Rồi mời em gái. Đọc lớn lên đi ạ. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Người con gái mà lấy một người về lấy chồng á, không có nhất thiết là ở bên nào cả. Nhưng mà như mình á, là mình nói một cái là bạn thì ở đúng ở xa, mình cũng ở xa. Nhưng mà bạn mà đến được với mình thì mình sẽ những cái nhu cầu nào mình cũng sẽ cũng đáp được hết cho bạn thôi. Là sợ mẹ bạn có khó tính hay không thôi. Nhưng mà dễ thì mình lấy trên đó ở thời gian, hoặc là sau này mình về mình có làm một căn nhà riêng thì ở, rồi còn mình đi ra cũng có đi chạy xe nữa mà, đâu phải là ở nhà không đâu. Chị là thấy bạn này rất là nhiệt tình luôn á nha, và chị là chị chịu rồi đó. Thời gian đầu người ta có thể lên nhà em ở luôn, yeah. Rồi ổn định rồi đưa mẹ về dưới này, ta có đất luôn. Thời gian ta có xe, ta đi đi lại lại với hai gia đình. Người ta mở ra rất là nhiều cái tiêu chuẩn. Nhưng mà trả lời chưa đúng câu hỏi của chương trình. Hãy nói tiêu chuẩn quan trọng nhất của cô gái mà bạn yêu. Vì sao bạn thích điều đó? Tiêu chuẩn nhất là biết nấu ăn, lo trong gia đình. Bề ngoài bề trong thì nặng khó nhọc quá thì mình lo cho bạn thôi. Bạn này có thể có vẻ trái tim hơi rung động rồi. Nhìn thẳng vô mặt bạn gái, không có nhìn xuống dưới nữa. Tự tin không? Rồi. Giờ chị hỏi thiệt nè, có thấy mến thích bạn gái bên này không? Có. Có, rồi. Nếu mai mốt rủi, ví dụ mai mốt mà lấy nhau về hoặc là yêu nhau thì phải kêu bằng anh em đúng không? Bây giờ em tự tin em kêu bằng anh em nói chuyện được không? Được. Thu nhập của em có ổn định để nuôi vợ con không? Có luôn. Thì thu nhập khoảng bao nhiêu một tháng? Thu nhập một tháng thì được 20 triệu. Còn mà chi phí còn mấy khác thì còn hơn. Cũng hơn là sao? Cũng hơn khoảng 50 triệu đó. Trời ơi, từ 50 bỗng hạ xuống còn 20 vậy. Tại vì mình trừ hao. Trừ hao phải không? Trừ hao quá. Nói chung là người rất thật thà. Ok, rồi bây giờ tới riêng em nè. Tôi là tôi chịu anh này rồi đó. Đọc lớn lên. Bạn trai thích cô gái của mình có vòng 1 to hay vòng 3 to hơn vì sao? Rồi, trả lời luôn đi. Nói. Khó trả lời quá. Cái này khó trả lời quá. Kể đi. Nói chung là bên vòng vòng 1 đó là cũng bình thường. Còn vòng 3 thì cái này dùng khó. Sao khó? Tại vì giờ không nhớ, không biết nói. Không biết nói, giờ thích vòng 1 hay thích vòng 3? Thấy vòng 3 hơn. Lý do? Lý do là vòng 3 là... Đẻ nhiều hả? Vòng 3 là không phải đâu vậy, nhiều mà cũng nhìn thấy cũng đối xứng thôi. Đối xứng thôi, nói chung là cái gu thích vậy thôi, còn không biết lý do. Ôi, đừng ép tao quá, hồi nó xỉu luôn bây giờ. Hai người nhìn nhau 30 giây và nói với nhau mỗi người một câu nữa thôi. Hiện tại mình muốn nói điều gì? Anh em nha, mạnh mẽ lên. Lấy muốn hôn nhân về với anh thì em có chịu hay không? Thôi hỏi gì sao ta trả lời. Hỏi khó trả lời quá thôi, tùy ông đi. Có quyền hỏi. Cái này mình phải tìm hiểu. Em có muốn nói gì với anh không? Anh nghĩ một người con gái chỉ thiên về một bên gia đình thì có hẳn là một người phụ nữ tốt hay không? Nói như vậy á, cũng thông cảm thôi. Như em á là nói chung là cũng có mẹ, một mình mẹ, cũng có một thời gian phải về bên anh hay là như thế nào nữa chứ. Dạ vâng, đúng rồi. Thế thì cũng chấp nhận được mà đâu sao đâu. Cái tấm lòng mà anh có, nhưng mà cách diễn đạt anh không có tốt. Thật ra là anh hiểu hoàn cảnh của em. Tôi thông dịch viên giùm. Bữa nay người ta hỏi á, là em nhận xét như thế nào về một cô gái nếu mà cứ thiên về một bên, bên nội không hoặc bên ngoại không, thì đó có phải cô gái tốt hay không? Hiểu không? Thì thật sự một cái cô gái tốt là một cô gái sống phải biết dung hòa, phải biết sắp xếp. Nội ngoại đôi bên đều phải trọn vẹn.
Mà bên đây thì bạn này trả lời một cái vế là em lo bên em là đúng vì mẹ ở một mình, nhưng mà lâu lâu cũng phải dùng từ lâu lâu cũng phải qua bên anh nữa chứ, như vậy cũng được, có nghĩa là bạn ấy đều hiểu, chấp nhận được cái điều đó, đúng vậy không em? Đúng rồi. Bên đương nhiên mẹ hoàn cảnh khó khăn hơn, mẹ ở một mình thì mình đương nhiên phải lo cho mẹ. Mẹ ai, mẹ cổ cũng như mẹ em, nếu mà chúng ta lấy nhau. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu từng đếm 3 tiếng mà đồng ý thì bấm nút thật mạnh, không đồng ý thì lấy tay ra nha. Đây là cái duyên của mình, tự mình quyết định. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3 Hai người cùng bấm thì còn hồi hộp. Thật sự á, là chị biết á, là bạn gái có phần lăng tăng, nhưng mà em yên tâm, giống như chị nói mới là đúng. Một người chu toàn là mình phải cân bằng được hai bên. Nhưng mà may mắn là em tìm được một cái người mà người ta sẵn sàng để cho bên em nhiều hơn. Nhưng mà em cũng không thể nào vì cái ích kỷ cá nhân hoàn cảnh của mình mà mình không lo cho gia đình bên này. Chị nghĩ rằng anh chàng này là một anh chàng rất là chất phác, rất là thật thà. Chúc mừng hai em nha. Rồi một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Nói nhát thôi chứ hành động thì không có nhát nha. Đây, gửi em một món quà của chương trình để làm đẹp. Bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Nắm tay nhau nè, ở cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lê Chính Thắng. Tường nghĩ là những ca toàn là những ca khó không à. Thật sự là Tường thấy hai bạn rất phù hợp, nhưng mà các bạn còn dè dặt và chưa tìm được tiếng nói chung. Cho nên là trách nhiệm của bà Mai phải cố gắng hết sức để mà làm sao để các bạn ấy đừng bỏ lỡ cái duyên của mình. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa quý vị nhé. 8 giờ sáng thứ 3 thứ 5 và 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika, tô son xinh bật tung cá tính đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.